Khi con đi chơi xa tới nơi nào đó mà phong cảnh đẹp, chẳng hạn là biển, con có chụp hình và mặc quần áo thường, không phải mặc đồ tắm, mà con bỏ hình đó lên Facebook, vậy con có bị ngã mạng hay không? Thì y chang như cô nói của sư hồi nãy ha. Còn cái ngã mạn là gì? Ngã mạn tức là mình, thứ nhất là mình tự hào về mình thì nó cũng là ngã mạn. Cái thứ hai là mình có sự so sánh giữa mình với người thì nó cũng là ngã mạn. Còn một cái vấn đề mà sư nhắc quý vị đó, đó là khi mà chúng ta bị thôi thúc bởi tâm tham và chúng ta đăng một cái hình ảnh của mình lên trên những cái mạng xã hội, khiến cho người khác nhìn vào cái hình ảnh đó, cái tâm tham của họ cũng sanh khởi, thì như vậy là chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện nha. Quý vị sẽ nói là sư nói cái gì mà giờ đầy người làm cái chuyện đó, đầy người chụp hình đăng lên trên mạng, mà sư nói bây giờ mình chụp hình mình đăng lên trên mạng mà nó tạo ác nghiệp thì sư nói quá. Xin thưa, cái chuyện mà đúng ấy, dù cho không ai công nhận nó vẫn là đúng. Còn một cái chuyện mà nó đã là sai thì dù cho tất cả mọi người đều làm thì nó vẫn cứ là sai. Cái chuyện đúng hay sai, nên làm hay không nên làm, nó không phụ thuộc vào số đông nha. Và quý vị nhớ dùm cho một câu như thế này. Đức Phật nói, cái người mà chết rồi đó mà đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó nhiều như lông bò, còn cái số người mà chết rồi được sanh làm người làm trời nó ít như sừng bò. Sở dĩ như vậy đó là bởi vì tất cả các hành động của chúng ta trong ngày đó thường là chúng ta tạo ác nghiệp nhiều hơn tạo thiện nghiệp. Có bao giờ mà quý vị sống một ngày quý vị sống bằng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nó hiếm lắm. Mà chúng ta thường chúng ta sống bằng cái gì? Tâm tham, tâm sân, tức là thích hoặc ghét. Cho nên ấy, những cái hành động nào quý vị cứ suy nghĩ thôi, mình bị thôi thúc bởi cái gì, bởi cái sự ham muốn, bởi sự thích thú, thì đó là tâm tham. Hoặc những cái hành động mà mình bị thôi thúc bởi cái sự bất mãn thì nó là tâm sân. Tránh tối đa những cái đó.